Dạ, Công Đông Sai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Cũng cảm ơn quý cô chú anh chị bạn đã ủng hộ kênh Công Đông Sai Cần Thơ chia sẻ. Rồi tiếp tục là clip mới. Zalo phô mai vàng, thường lực bonsai của hoành to to bự bự. Này lâu năm rồi, vài chục năm. Rồi, clip bắt vàng với cô chú anh chị đợi. Cô chú anh chị nghĩ như nào hãy trực tiếp cho nhiều dừng giúp kênh. Dạ, chào anh sáng ơi. Chào anh Linh. Dạ, xin phép chào cô chú anh chị. Bữa nay em có về 10 phôi mai để giao lưu với cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0968 909 439 cũng là số Zalo của em. Địa chỉ của em là Long Phú Sóc Trăng. Không làm mất thời gian, cô chú anh chị em xin phép cho cây số 1 là cây mai vàng. Toàn bộ 10 cây là mai vàng hết nha cô chú anh chị. Cây mai vàng này lớn. Dạ. Già dữ. Cây này đế thì nó hơi thưa đế nhưng mà cộng nó cũng lớn lớn mà cô chú anh chị. Đây cân đối mà. Dạ. Đây cũng đầy đủ không ạ? Cộng nó bành bành mày quá trời, nó lâm xuống cộng kẻ kia. Dạ, gốc hình nở bự luôn. 10 cây 8 cây mới, có 2 cây cũ đó cô chú anh chị. 2 cây cũ rồi bứng tầm cả 10 ngày đó cô chú anh chị. Còn như toàn bộ là cây mới hết ha. Chị cành đẹp quá. Gì quá đẹp. Chị cành quá phê luôn. Cái chỗ này dạ, nó có chóc nhẹ cái miếng da đó cô chú anh chị. Miếng nhỏ hả? Nó đang kéo hẹo lại đó. Không ảnh hưởng nhiều. Dạ. Nữa ghép cái này nó bít lên. Cây này cực già luôn cô chú anh bạn. Nhìn cái da nó dài lắm. Này chắc mình nghĩ là tầm có hơn 30-40 năm. Dạ, cái này nó già cây. Thịt nó đỏ ao luôn. Được cây được cái là cân đối những cái cây có duyên cân đối. Dạ, gọi xin phép lo thông số cho chú anh chị. Nói ngay đây là 53 hoành đó cô chú anh chị. Hoành 53. Nó là chặt chẹt. Chặt nở của nó là 60 cô chú anh chị, 59. Ngọt cười hạt. Dạ. Cái đường kính bầu của nó là 59 luôn cô chú anh chị. Nó thoát thân tới đây là 29. Tổng chiều cao của nó là 68. Đế nó cộng nó lớn không mà cô chú anh chị. Bự hơn cầm tay. Dạ. Đây lực, nhìn lực cây. Rồi cái mai vàng mã số 1 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 4 triệu. Em cũng bao ship rồi cô chú anh chị. Ăn giá này cây này cũng quá mềm mà. Dạ. Lâu đời. 53 hoành thì nhìn nó cũng lớn lắm cô chú anh chị. Cây này cũng đẹp mà đế nó cũng dìa quá ok. Dạ. Nó không cần nhiều mà nó lực. Dạ, đế thì nó hơi thưa nhưng mà cộng nó lớn lớn không à. Rồi em xin phép đổi cây ha. Dạ, chỉ cần cũng đầy đủ đều luôn. Đang điều tiết cho các bạn. Tục phần cây số 2. Rồi, xin phép từng cây số 2. Đấy, quá trời đẹp. Cái này cũng là cái mới luôn cô chú anh chị. Cũng ghế to. Cũ nó cũng nở đó cô chú anh chị. Còn chi cành này gọn đẹp vừa lùng lực luôn uno. Rồi xin phép bật thông số ha. Đó, đây là 46 của chú anh chị. Yeah, cái này nó sổ nhẹ xuống là 15, tổng chiều cao nó là 41, cái đường kính bầu của nó là 50. Cái này thoát thân thấp lắm của chú anh chị. Xíu. Dạ. Rồi cái mai vàng mã số 2 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 2 triệu 8. Rồi 2 triệu 8. Dạ. 45-46 hoành thì nó cũng bự của chú anh chị. Thì cũng già cũng dạ. Đầy đủ. Cái này không thẹo không gì hết nha cô chú anh chị. Đấy gì ok đẹp. Dạ. Nhìn lực cây khéo. Rồi em xin phép đổi cây ha. Rồi, tiếp tục qua cái số 3. Tìm rừng luôn. Số 3. Này nó lên một cộng cái 9, 10 thân, mười mấy thân gì cô chú anh chị. Mà cái này là 100% là nó liền cô chú anh chị. Đây, nó là do cái thẻ chủ nhà chặt nó lên một nguyên một cộng đó cô chú anh chị.
Nhưng mà mấy chỗ này nó sành nó chân nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Dạ em cạo tới cái mấy tươi cho em xử lý keo hết trơn à. Thấy tươi bình thường. Dạ. Nó liền hết trơn, không có thân nào gợi thân nào hết. Để khéo đều chứ, cũng kẹo quá chứ. Tại cái cây này nằm trong chậu quá cô chú anh chị. Trồng do, này chơi cầm gừng đẹp. Dạ. Nhiều thân cô chú anh chị về lọc lại thì nó cũng được. Mình xin phép là thông số ha, đo tổng cái cụm nó luôn ha cô chú anh chị. Tổng cái cụm nó là 50 cô chú anh chị. Tổng cụm 50 sao? Dạ. Nó sổ xuống là 20. Tổng chiều cao của nó là 39. Cái đường kính bầu nó là 42. Em đo tổng rồi đế ha cô chú anh chị. Tổng rồi đế nó là 108. Thân nó thì nó nhỏ nhỏ không à. Chân cái, tay cái là cũng bự hơn chút tí rồi cô chú anh chị. Đâu, bự mà. Dạ. Bự hơn cái mát rồi. Này cũng có. Cái này có 10, dạ. 11, 12 cho lên đó. Trên đó như cái đó. Cái này thì nó nhỏ, cái này nó 8 rồi cô chú anh chị. Ở đây thì nó 12. Đó. Dạ. Thấy bự có. Cái này cô chú anh chị yên tâm, nó hết bị hư ở đâu, nó hết bị lỗ ở đâu, nó có nhiều đó. Rồi cái mai vàng mã số 3 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 2,5 triệu. Em cũng bao ship luôn cô chú anh chị. Cái này cũng là cây mới ha. Rồi cây số 3 2,5 triệu. Dạ. Cây bonsai. Sai không gừng. Rồi em xin phép đổi cây ha. Cây số 4. Cây số 4. Đây cây số 4 này là cây cũ ha cô chú anh chị. Chỉ có hai cây cũ thôi. Nè không gầy là cả từng mà nó rú một cái chân nè cô chú anh chị. Chán nhựa ở chân này ha. Trời nhựa trên dạ. Áo. Cái này là cây cũ. Trồng thấy cứ tự nhiên. Dạ cái này bướng khoảng có 10 ngày cô chú anh chị. Chờ cục đế. Cũng nụ. Rồi xin phép đo thông số ha. Hình thân đây là 35 cô chú anh chị. Đó, chỗ này là 45. Cái này nó sổ xuống là 20. Tổng chiều cao là 31. Cái này là đường kính bầu. Cái đường kính bầu là 34. Rồi, cây mai vàng mã số 4 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,2 triệu. Được, 1,2 triệu. Cây số 4. Dạ. Rồi em xin phép đổi cây ha. Uống luôn. Đẹp thì xài cái ra đẹp. Đẹp đấy cũng đẹp. Đặt cái biển anh. Hơi bị nặng. Dạ cái này quá nặng. Nổ nó hơi lớn. Rồi đó là tới cây số 5 á cô chú anh chị. Một cái đấy gì là chỉ xấu nè. Không chống luôn. Đế gì quá ok, tự nhiên dạ. Gì quá ok. Bự. Cái này đế thì thế nó cũng gần được cây. Đế cô chú anh chị. Trời quấy quá ha. Dạ này nó lên 5 thân. Hiện tại có cái này người ta hồi xưa nó dính lại em để đại cô chú anh chị muốn để cũng cắt ha. Này giờ người ta làm để chơi dạ. Chơi cho nó vui vui nhìn cũng được. Nhưng mà em cắt hôm nay sẽ giảm trò còn chờ cái đọt đây cho cô chú anh chị ha. Cái này nó bị lỗi nè cô chú anh chị. Nó cũng lớn lắm á. Mà tới đây là nó hết nè, em không có chắc keo luôn ha. Đó. Dạ dương nó chặt tóc. Dạ dạ dạ. Mà cứ ngắt à. Dạ nó cứng nó tươi hết trơn rồi đó. Em nghĩ chắc không sâu không đâu. Xuống chắc cũng khoảng lóng tay, hơn lóng tay. Đúng rồi. Dạ. Cả hơn lóng tay của chú. Dạ. Cái này thì nó cũng bự xác, nó bị lỗi cho đó nên em bán cái giá tương đối cho cô chú anh chị ha. Cái cây này cục đế thấy nó cũng được được, đẹp đẹp. Đấy nhiều ok rồi tự nhiên mà. Dạ. Giấy gì quá đẹp cái lực nữa. Nở chi A bự luôn. Cái này quanh hay lớn mà lực. Dạ. Có cái bị lỗi phần thân xíu là do nhà vườn nó sa keo số ha. Nó hơi bị lỗi cái phần đó thôi chứ anh chị. 51 đến 50 đi ha coi chú anh chị. 50. Nó sổ xuống là 34, 31. Tổng chiều cao của nó là 75. Thoát thân tính phần chỗ này đó là 22. Cái đường kính bầu của nó là 56.
Cây này lấy ok. Dạ, cây hạt hoạch năm mấy thì nó cũng lớn cô chú anh chị. Rồi cây mã số 5 em có xin phép Zalo với cô chú anh chị là giá 2.700.000. Đế nó cũng đế, được đó cô chú anh chị. Okay. Dạ, hoành lớn. Nhưng mà tại nó bị lỗi cái phần đó em bán giá tương đối cho cô chú anh chị ha. Đế cũng ghé lực. Dạ, cây này cũng là cây mới luôn. Và em xin phép đổi cây ha. Ăn giá mềm lý do là tại nó bị dạ, nó bị lỗi cái phần đó. Lỗi phần này thôi. Chứ cây này không có giá dạ. Mà thấp vậy cô chú mày. Dạ, rồi em xin phép đổi cây ha. Quá lâu rồi. Bự. Cây số 6. Rồi, đó là cây số 6. Để rễ cũng đều đầy đủ. Dạ. Này giống kêu cây gì mẫu tử hay là sao không biết. Không biết cây này nó gợi cô chú, cây này giống như hai cái tay nó ôm vô cây này ha. Nó cũng quay quái. Cỡ nhau chắc kêu khu gì không biết. Mà cây này là nó gợi nha cô chú anh chị. Cái nào liền thì nó liền, nào gợi thì nó gợi. Ôm nha. Dạ. Quái quái. Rễ nó khéo. Con này cái này giống như con thú bên này bự. Dạ. Những đẹp đẹp có duyên duyên. Cái này cũng là cây mới luôn á. À, mặt đây có chân chẳng đu đầy đủ. Hai cái tay chân này ôm này cái con kia. Dạ. Nhìn nó khéo khéo. Hay là lạ độc độc. Và em xin phép là thông số ha. Bây giờ em đo tổng hai thân cái ha cô chú anh chị. Tổng hai thân của nó là 59. Cái thằng lớn này nó là 42. Nó sổ xuống là 24. Tổng chiều cao là 48. Cái đường kính bầu là 50. Rồi cái mai vàng mã số 6 này cũng xin phép Zalo với cô chú anh chị là giá 2.600.000. 2.600.000, cây số 6. Dạ. Bán giá mềm mềm luôn. Rồi em xin phép đổi cây ha. Được rồi. Được. Rồi, cái này là cây số 7. Cây này là cũng là cây mới luôn cô chú anh chị. Chỉ cần form đẹp quá, gọn, lực lực quá. Đế cũng đầy đủ luôn, đều. Tự nhiên đế gì quá ok. Lót đầy đủ luôn. Dạ, cái này hoành thì chắc nhỏ, 40, 4 mấy, 40. Nó hình nó nở. Lên 5 thân á cô chú anh chị. Phải. Dạ. Bự, chỉ cần bự gì nó quá đẹp. Rễ cũng to to, không có nở dạ. Chạc chạc. Mua những cái này ghép những cây đẹp, cây bán giá cao. Rồi, em xin phép đo thông số ha. Mấy chục năm trồng được cây này cũng được gì mấy chục năm. Đó đây là 42, 41 thôi cô chú anh chị. Nó sổ xuống là 20. Tổng chiều cao là 55. Thất thân là 25. Cái đường kính bầu là 50. Sổ xuống đều đều. Rồi cái mai vàng mã số 7 nè cô xin phép Zalo với cô chú anh chị là giá 2.300.000. 2.300.000 cây dạ, số 7. 41 hoành. Cây lực cây. Nhìn thấy lực lực. Rồi em xin phép đổi cây ha. Dạ phép đổi cây. Trần hẳn nó nặng quá. Nặng mà đẹp. Tiếp tục lên cây số 8. Một cái unu nè, lực luôn. Cây số 8. Cái này chưa cành đẹp lắm đó cô chú anh chị. Dạ cây lên sù 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 sù. Dạ. Khó nó chỉ có phần lỗi đen tí thôi cô chú anh chị. Vô cho cả lóng tay em xử lý tới chỗ tươi hết rồi ha. Cây này là cũng là cây cũ thôi cô chú anh chị. Cây này cũng khoảng có 10 ngày nữa.
Bây giờ nó cũng đang kéo nhựa mạnh luôn rồi cô chú anh chị. Ha, này nó cũng đang kéo nhựa ở trên nè. Chỉ có hai cây này là cũ, bứng khoảng có 10 ngày cô chú anh chị. Cái nhựa gì mau chơi. Dạ. Còn mấy cây kia thì bứng tầm 3-4 ngày, 4-5 ngày đổ lại cô chú anh chị. Quan trọng cái nhựa mạnh là ngon. Dạ dạ. Để vậy. Rồi thì nó kéo mạnh lắm anh. Rồi em xin phép đo thông số ha. Góc này đẹp nở. 44 hoặc 45, 44 vành nha cô chú anh chị. Cái cũ thì nó nở bự á. Dạ. Cái cũ nó là 57. Cái này nó sổ xuống là 16. Đường kính bào là 50. Tốt thân tới đây là 19. Tổng chiều cao là 34. Đế gì cũng ok luôn. Lực dạ. Chỉ cần gì đẹp à. Nó chạc đi. Rồi cái mai vàng mã số 8 này cũng xin phép Zalo với cô chú anh chị là giá 3.800.000. 3.800.000. Cây số 8. Già dạ, lên xù 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 cho cốm. Dạ cái này thì nó hơi già cây. Rồi em xin phép đổi cây ha. Dạ phép đổi không? Mấy cái bự nguồn lực này là già. Già chục năm không? Mình không biết đón nhiêu chứ từ 20 năm, mười mấy chục năm lên ở dưới. Mấy cái này thì mình không biết. Cái này chắc không già không đâu. Cái này thì cũng tầm 3-4 năm, 5 năm dạ. Rồi. Cái này người ta trồng trong cái chậu, người ta gom nguyên một nồi, ta trồng vô luôn á cô chú anh chị. Toàn bộ là 7 cây này là nó gòi hết nha cô chú anh chị. Nó dính liền được có mấy cây vậy nè. Hình như là nó gòi 3-4 cây vậy á. Mày dạt thì nuôi thời gian sao cái liền. Dạ dạ. Chậu nó ghẻ, nó gói là nó dính ghẻ lại với nhau hết trơn. Còn thân thì toàn bộ là nó gòi. Chỉ có thân này là nó dính thôi. Còn như này với đây nó dính. Cây cung gừng đẹp. Này lên 7 thân. Cái bầu nó hơi nghiêng nữa. Chỉ đứng nhẹ lên cái thì nó đều bầu. Cái này là em mới bứng hôm qua cô chú anh chị. Nhìn nó mới bứng cái chát. Dạ. Thích chơi cung gừng cái loại này cũng được. Đế cũng ok, cũng đều đều bầu. Càng đối. Dạ. Cái này phát nguyên cụm nó liệt thì nó cũng lớn lắm. Tại cái nó rời. Bây giờ em đo nguyên tổng nguyên cụm nó luôn ha cô chú anh chị. Tổng nguyên cụm nó là 55 cô chú anh chị. Dạ. Tổng 55. Em đo phỏng phỏng thử một thân thôi ha. Thân này là nó 18. Thân bự. Dạ. Thân bự bên này. Thân bự này là 27. Cái đường kính bầu của nó là 60. Cái này sổ nhẹ chứ là 15. Từ cái mí bầu lên tới cái đỉnh này là 46. Cái này cô chú anh chị muốn cắt lại cũng được. Tại vì em còn chừa mấy cái đọt này. Em cũng không biết lấy cái đọt nào cho nó chính xác nên lấy đại vậy đó. Em còn chừa là hai cái đọt này nó cũng hơi cao nè cô chú anh chị. Tiếp thằng ra thằng tròn do luôn. Dạ yeah. Rồi cây mai vàng mã số 9 nè, cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.500.000. 2.500.000. Dạ. Cây số 9. Cây này là cây mới cảo mới bữa hôm qua luôn cô chú anh chị. Rồi xin phép đổi cây ha. Tiếp theo lên cây số 10. Cây hơi to to bụi. Rồi. Nặng. Phục cái kho nó hết không bụi nào. Cái này bị già lâu năm vậy. Cái này nó xù quá. Nó xù. Nó xù chảy hết trơn cái phần này luôn nè cô chú anh chị. Đem quay từ từ cho cô chú anh chị ha. Đây đó. Nó chảy hết trơn cái phần dưới gốc luôn. Dạ. Cái thân cái này là không phải nó rời đâu, nó dính luôn đó nha. Tại đây là nó có cọng rễ nên nó tràn, cái thấy nó có cái kẽ thôi. Cái xù mấy cái rễ nó, dạ, nó, dạ. Nó được thôi chứ không có dày dạ. Nhiều nhưng mà nó to. Hơi thưa đế. Cái bành bành. Với phần nó có bị một mớ thẹo là do chủ nhà người ta chặt hết cô chú anh chị. Nói chung này là nó không có sâu đâu nha cô chú anh chị đó. Em cũng chưa xử lý keo luôn, chỗ này nó cũng vậy thôi nè ha, hết trơn rồi ha. Theo năm tháng nó bình thường. Dạ. Có chỗ này nè, là cái hồi đó nó có cái nhánh. Em cũng xử lý tới cái tươi hết trơn rồi cô chú anh chị.
chứ anh chị yên tâm mấy chỗ này nó không có sâu đâu, nó cạn. Dạ. Cái này nó xù có 70% có trên đó cô chú anh chị, phần này dưới là nó xù hết trơn nữa ha. Lắm nó giáp anh. Dạ. Giáp cái này luôn. Này bên đây là nó không có kẻ gời cái gì hết trơn ha. Tại do là do cái ghế thì nó tràn xuống thôi. Nên thấy có cái kẻ của cái ghế. Thật sự nó cũng như nhau. Dạ. Dạ như nhau. Cái này cũng là cái mới bứng hôm qua luôn đó cô chú anh chị, hôm kia là xin phép đo thông số ha. Cái này hoành thì nó hơi lớn cô chú anh chị. Đó đây, đây là 62 cô chú anh chị. Hoành đây chứ 62. Cái đường kính bầu là 54. Tổng chiều cao của nó là 42. Rồi cây mai vàng mã số 10 cũng là cây của clip. Em cũng xin phép giao với cô chú anh chị là giá 4,5 triệu. Em cũng bao ship cho cô chú anh chị. Cây này thì nó nặng lắm. 4,5 triệu cây số 10. Dạ. Mai vàng sụ. Lên sụ. Chảy luôn. Cục. Dạ. Cây này thì nó sụ nhiều quá. Rồi cây số 10 này là cũng là cây của clip. Em cũng xin phép chào cô chú anh chị. Rồi, chào lên lên nè. Dạ anh chào anh Sang luôn. Dạ chào cô chú anh chị các bạn luôn. Cô chú mình xem ý cái nào liên hệ trực tiếp cho anh Sang giúp kênh. Dạ cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Trân trọng kính chào.